Dạ, xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá Lúa Gạo Mới Nhất. Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước. Lời đầu tiên, xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe, vụ mùa bội thu, trúng mùa được giá. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh, nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và nếu thấy thông tin hữu ích thì xin hãy chia sẻ kênh này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả lúa gạo trong ngày hôm nay cho bà con tham khảo. Thưa bà con, hiện giá nhiều loại lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ khoảng 100-200 đồng 1 kg so với cách nay 2 tuần và giảm ít nhất từ 600-1.200 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm 2020. Tại nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, nông dân đã bước vào vụ thu hoạch lúa thu đông năm 2021. Hiện giá lúa tươi IR50404, OM380 và OM5451 được nhiều nông dân bán ngay tại ruộng cho doanh nghiệp và thương lái ở mức 4.500-5.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước có giá từ 5.600-6.100 đồng 1 kg. Còn giá lúa tươi OM18 và đài thơm 8 hiện ở mức 5.100-5.600 đồng 1 kg, trong khi cùng kỳ có giá tới 6.100-6.500 đồng 1 kg. Giá lúa giảm do gần đây việc thu hoạch và tiêu thụ lúa gặp nhiều trở ngại do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách và hạn chế đi lại để phòng chống dịch bệnh. Từ đó, nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đã giảm hoạt động thu mua, trong khi nguồn cung lúa hàng hóa đang tăng do nhiều địa phương bước vào vụ thu hoạch lúa. Ngoài ra, giá lúa giảm còn do đầu ra xuất khẩu gạo cũng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và cước phí vận tải tăng mạnh. Giá lúa giảm khi mới bước vào vụ thu hoạch lúa thu đông khiến nhiều nông dân không khỏi lo lắng. Bà con rất mong ngành chức năng và các doanh nghiệp kịp thời đẩy mạnh hoạt động thu mua để giá lúa có sự phục hồi và tăng trở lại. Thưa bà con, hiện nếp vỏ tươi và nếp tươi Long An đã thu hoạch nên chỉ còn giao dịch lúa khô. Cụ thể, nếp vỏ khô 6.600-6.700 đồng 1 kg, nếp Long An khô 6.100 đồng 1 kg, lúa IR50404 lúa tươi có giá từ 4.700-4.900 đồng 1 kg, OM9582 lúa tươi 4.800-4.900 đồng 1 kg, đài thơm 8 lúa tươi 5.600-5.700 đồng 1 kg, OM5451 tươi từ 5.000-5.200 đồng 1 kg, lúa OM6976 tươi 5.000 đồng 1 kg, lúa OM18 tươi có giá từ 5.500-5.600 đồng 1 kg, nàng hoa chín lúa tươi có giá từ 6.000-6.100 đồng 1 kg, lúa nhật từ 7.500-7.600 đồng 1 kg, nàng nhan khô có giá từ 11.500-12.000 đồng 1 kg. Tại Kiên Giang, giá lúa thường tại ruộng ổn định ở mức 4.800 đồng 1 kg, lúa hạt dài ở mức 5.600 đồng 1 kg. Tại Long An, lúa thường tại ruộng ở mức 4.900 đồng 1 kg và lúa hạt dài ở mức 5.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, ở Cần Thơ đã thu hoạch hết lúa hè thu, còn ở Hậu Giang đang thu hoạch sớm một số diện tích lúa thu đông. Với giá gạo, hôm nay cũng tiếp tục ổn định và đi ngang. Hiện gạo nguyên liệu IR504 còn ở mức 7.450 đồng đến 7.550 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 có giá 8.600-8.700 đồng 1 kg, cám vàng 6.600 đồng 1 kg. Tấm loại 1 IR504 ở mức 7.300-7.400 đồng 1 kg. Mặc dù giá gạo không biến động nhưng nhìn chung ở mức thấp. Việc giá gạo giảm so với đầu vụ hè thu được Hiệp hội Lương thực Việt Nam lý giải do giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tháng 8 năm 2021 tiếp tục xu hướng giảm, từ đó tác động đến giá gạo thu mua giảm theo. Tại các chợ của An Giang, giá gạo ổn định, cụ thể nếp ruột 13-14.000 đồng 1 kg, gạo thường 10.500-11.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhan 20.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 17-18.000 đồng 1 kg, gạo hương lài 18.000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15.000 đồng 1 kg, gạo nàng hoa 16.000 đồng 1 kg, sóc thường 13.500-14.000 đồng 1 kg, sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg,
gạo Nhật 19.000 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg và giạt min 14 đến 15.000 đồng 1 kg. Thưa bà con, sau đây kênh sẽ đưa thông tin về bảng giá lúa chi tiết cho trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho bà con tham khảo. Lúa thơm Đài Loan, lúa tươi 6.400 đến 6.500 đồng 1 kg. Lúa ST25 lúa tươi 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. Lúa OM9577 lúa tươi 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa OM4218 lúa tươi 5.300 đến 5.500 đồng 1 kg. Lúa OM380 lúa tươi 4.700 đến 4.800 đồng 1 kg. Lúa Nhật DS1 lúa tươi 5.300 đến 5.600 đồng 1 kg. Lúa giặt min tươi 5.600 đến 5.800 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa tươi 6.100 đến 6.200 đồng 1 kg. Lúa RVT lúa khô có giá 7.200 đến 7.300 đồng 1 kg. Lúa OM7347 tươi 5.200 đến 5.300 đồng 1 kg. Lúa ST24 lúa tươi có giá 6.200 đến 6.400 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 lúa tươi 5.900 đến 6.100 đồng 1 kg. Đài Thơm 8 lúa khô có giá từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg. Nàng Nhan khô có giá 11.500 đến 12.000 đồng 1 kg. Nàng Hoa chín lúa tươi 6.000 tới 6.100 đồng 1 kg. Lúa OM6976 lúa tươi có giá 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. Lúa OM6976 lúa khô có giá 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg. Hương Châu 6 lúa tươi 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg. OM5421 lúa tươi 6.200 đến 6.300 đồng 1 kg. Nếp vỏ khô có giá 6.300 đến 6.400 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi 3 tháng rưỡi 4.200 đến 4.300 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi 3 tháng 4.000 đến 4.200 đồng 1 kg. Nếp vỏ tươi là 4.200 đến 4.400 đồng 1 kg. Nếp Long An tươi có giá 4.500 đến 4.600 đồng 1 kg. Lúa OM9582 lúa tươi có giá 5.000 đến 5.100 đồng 1 kg. Hương Châu 6 lúa tươi 4.900 đến 5.000 đồng 1 kg. OM18 lúa tươi 5.900 đến 6.100 đồng 1 kg. OM5451 lúa tươi 5.300 đến 5.500 đồng 1 kg. OM5451 lúa khô 6.500 đến 6.600 đồng 1 kg. OM4009 lúa tươi 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg. OM4218 lúa tươi có giá 5.200 đến 5.500 đồng 1 kg. IR50404 lúa tươi 4.600 đến 4.500 đồng 1 kg. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại thuốc trừ sâu và phân bón cũng như thuốc bảo vệ thực vật cho bà con tham khảo. Bà con nhớ tuân thủ tốt mọi chỉ thị của chính quyền địa phương để cùng chính quyền địa phương chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa cuộc sống bà con trở lại bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau.